có lấy dương vũ dương phí không được. Mở cửa đi cháu ơi. Mở cửa. Vâng. Một khóa 2 bao đây anh ơi. Đến là đón. Đây đây. Bà bê ra cháu luôn. Cháu đi lấy đồ nấu nướng đó. Cháu sang bên kia lấy mì chính, một canh ở bên kia. Alo. Nhu yếu phẩm cơ bản, mắm muối mì chính. Lấy cho mình ăn được. Mình ăn được cái đây 10.000 ba gói này. Dạ vâng. Nó lấy mì chính một cân hay bao nhiêu? Mì chính to đi. 55.000 cái nhá. Này to hơn á. Cái đây là to đi thôi. Còn nếu là 2 cân gì đây? Ồ, lại đây thế rồi, ăn đây này nhiều giòn xương. Cho cháu thêm muối nữa bà ơi. Ở đây có rồi. Có muối kia. Có bột ăn, bột cái dầu ăn. Dầu ăn kia cháu vào kia cho. Dầu ăn muối sạch. Một nước mắm thế này. Đây. 500 mấy rồi bà nhỉ? 28 là 506. 506 rồi. 506 bác chồng nhé. 806 rồi, lấy hết 140 cho cháu. 506 này, 560 này, cộng này, lấy 70.000, 70 này, cộng này, muối 15.000 này, cộng này, mít này 95 này, cộng này, mít xúc 10.000 ba gói này, cộng tiếp này, chai mắm 45.000, 755.000. 755. 755. Có được thêm 3 khay trứng không ạ? Thôi thôi thôi, trứng lấy à? Trứng lấy đi, bác lấy 60.000 khay thôi, bằng giá sao? À, có thịt rồi thôi. Không nào ăn thì lấy ra đây cho bác nhé. Lấy gì nhỉ? Lấy mì tôm đi. Mì tôm hay gì nữa? Còn cháu làm đâu ấy? Cháu đi lên Sùng Bảo. Sùng Bảo ạ? Anh làm tiếp nhé. Cho cái ô. Ông bà thì bảo bà không ấy nữa đi. Ừ. Bây giờ lại bảo cũng chúng ta to. Bảo thanh niên Tăng ơi. Chào bà. Hôm qua đúng là yêu quái đến thật đấy nhỉ. Yêu quái thật lắm. Anh hóc hết người mà run ngắm người. Ngớ ngẩm đứng trước cửa nó không biết đi đâu nữa. Bây giờ đi đâu? Cái mái như thế biết đi đâu, đúng không? Mà anh còn không nhớ là cái sàn của gác của anh là có ván, anh không nhớ, anh tưởng là chỉ mới kiểu giải che thôi. Đây, sang hộ anh cái này. Bao ạ. Nhà nào không còn cái sợ.
Nghe lắm. Hôm nay có vẻ bà con đi chợ đông hơn để hút cho hút sáng. Không muốn nó còn làm nữa. Sang có biết cảm ơn không? Có hả? À, phòng bệnh. Phải bảo mới biết đấy. Sáng Hiệp xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Hôm nay thì cháu Hiệp tiếp tục có hành trình quay trở lại nhà của em Sang và mẹ em Sang rồi. Trước là chú tá chú giới thiệu anh em mình lên ấy. Cho phép cháu Hiệp xin phép được đeo khẩu trang đó, bởi vì là ở ngoài trời lạnh quá, đang ho, đang ốm nữa, đang rất là cúm, nên là chốc vào trong nhà ấm ấm hơn thì sẽ cởi khẩu trang sau. Thì hôm nay nhé, chú tá nhé, hôm nọ cháu có lên video thì có nhận được số tiền của một cô ở bên nước ngoài. Hôm nay cháu mua hết là 1.055.000, trong đó là 2 bao gạo là 580 này, 2 bao gạo với đồ nấu nướng là hết 755. Còn cháu mua 3 cân thịt lợn đây, 3 cân thịt lợn đen là 300.000. Vâng, thì trước mắt là sẽ hỗ trợ cho hai mẹ con cái ăn. Thì hy vọng là 2 bao gạo này, đúng ra là anh em mình mua 3 gạo to, tuy nhiên là 3 gạo to nó gần 800, nó đắt quá, gạo là dành cho nhà giàu rồi, còn mình bình dân thì mình cứ có khoảng 12-13.000 một cân ăn được. Thì cái món này là món quà này là của cô An McDonald bên nước ngoài nhé, Sang nhé. Đấy, là anh chi hết 1.055.000, phát sinh một chút nhưng mà không sao, chỗ đấy coi như là sàn xê đi. Và phải nói là hôm nay đến đây thì có rất là nhiều công việc, nhưng trước mắt là tạt vào để chia sẻ cũng như là tìm hiểu. Sau một quãng thời gian dài mà anh em mình lên sóng video thì hiện tại cuộc sống của hai mẹ con như thế nào đấy, bác ra đây, mẹ của Sang thì nhỏ tuổi hơn mẹ của anh gọi là cô cũng được đấy. Thì chắc nó nói lại với mẹ nhé, hôm đó anh đi quay thì mua được từng này đồ nhá. Đấy, bây giờ em nhìn vào chỗ trọng quay kìa, em một lời cảm ơn tới cô An McDonald bên nước ngoài đã gửi quà cho mình nhé. Một tập rồi, một cái gì này quả có mà cháu thẳng, người người thẳng ấm á. Cháu thẳng ấm. Nói to một chút nhé, mình con trai mình cứ nói to một chút. Mọi người thông cảm là Sang là ngày xưa là bé là không được đi học, bởi vì không biết nói. Lớn lên thì nói rõ hơn một chút và bị ngữ ngắn, nên ra bây giờ lớn mới biết nói thôi. Ngoài ra Sang cũng rất là chậm bị bệnh nữa, nên là các bác các cô chú thông cảm. Nhìn thanh niên trai tráng này thôi, nhưng mà trong người là có bệnh, với cả là ngày xưa không được đi học do không biết nói. Bây giờ lớn hơn, hơn 20 tuổi mới bắt đầu tập nói, nên là lưỡi nó bị cứng, bị ngắn và là nói rất là khó nghe. Đây là mẹ em Sang đây. Hai mẹ con thì bị bố đuổi, bây giờ là đuổi hẳn rồi hả? Bây giờ là không được về nữa rồi hả? Thế bây giờ lợn gà nhà mình đâu? Gà thì mua xuống đây rồi, thế là bây giờ là không được về đấy nữa.
chia sẻ với những khán giả mà mới xem video của cháu Hiệp ấy, thì là đây là mẹ Sang với Sang, là hai mẹ con mà bị đuổi ra ở chuồng bò đây này. Trước là chú tá chú giới thiệu anh em mình lên quay. Gia đình của Sang thì ở tít trên đồi kia. Mọi người mà xem lại cái video cũ ấy thì sẽ thấy là có cái hoàn cảnh rất là khó nói. Tức nghĩa là bố thì là bị con ma cờ bạc nó nhập vào người vào máu rồi, ngấm vào máu rồi. Thế nên là trong suốt 20 năm vừa qua, 6-7 năm qua, nói chung là từ lúc mà bạn này còn nhỏ là mẹ đã bị đuổi, chửi rồi mắng đánh đập các thứ, là những cái cơn bạo hành gia đình đã xảy ra triền miên hơn 20 năm qua từ lúc Sang còn nhỏ rồi. Cho đỉnh điểm là cách đây 6-7 năm là thường xuyên là chửi đuổi vợ con ra ngoài, và cách đây 2-3 tháng thì chính thức là hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào nương tựa nữa. Do vậy là người chú ở dưới này đã cứu mang hai mẹ con. Cái gian bên này này là cái khu vực mà nuôi bò của nhà chú này. Đây là khu vực nhốt bò nhé, thực sự là như thế nhé, không phải là dựng dàn hay là gì đâu, mà là đối với bà con trên này sinh hoạt, người ta sẽ cho bò ở cạnh đây. Đấy, thì bây giờ chỗ ngủ đây trở thành chỗ ngủ của em Sang. Chỗ chuồng bò thì Sang đến thì bò bị đuổi đi, lại được xuống dưới này. Còn khu vực bên này thì là khu vực bếp, rồi là nấu nướng sinh hoạt của hai mẹ con. Còn mẹ thì lại đang ở ngủ với bà ở trong nhà này này. Nhà này thì có 9 người thì phải, đang sinh sống với nhau. Bây giờ lại thêm 2 người nữa, thật sự là gánh nặng chồng chất gánh nặng. Đấy, thì như đã nói rồi, nguyên nhân thì mọi người cũng đã, nếu những ai đã xem video đầu thì sẽ biết là hai mẹ con là bị bố ruột đuổi. Đấy, tức nghĩa là có bao nhiêu tiền là nướng hết vào con ma cờ bạc đỏ đen. Và về nhà thì đương nhiên rồi, chẳng có người vợ nào hay là người con nào mà chịu được cái tính là cờ bạc, rồi là phá gia chi tử, khuynh gia bại sản. Thế nên là chắc chắn cũng sẽ có lời ra tiếng vào, và từ đó là đôi co. Hôm nọ anh em mình lên thì nhà vẫn ở đấy, tuy nhiên thì người không ở, và chặn hết tất cả các lối đi để chăm sóc gia súc gia cầm. Hôm nay thì lên tiếp tục tìm hiểu xem thực trạng sau hơn một tuần như thế nào, và phương án, phương hướng trong thời gian tới ra làm sao. Tuy nhiên thì trước khi tìm hiểu thêm thì thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn tới cô An McDonald đã hỗ trợ kinh phí để mua quà cứu đói. Đấy, thì bây giờ đi vào trong nhà đi nhỉ. Hết gạo ăn chưa? Cả ta. Ba hôm nọ ở trên nhà anh trai là sát mấy bao rồi? Chưa sát à? Thế thì ăn uống như nào? Vẫn còn 2 bao. Vâng, chào cả nhà nhé. Đây, chú cháu mình ngồi tâm sự một chút đi nhỉ. Hôm nay chắc không lên nhà trên nữa đâu nhỉ? Nhưng bây giờ mình không lên à, không ý, đang nói cái nhà bố. Bây giờ là bố ở nhà đúng không? Không lên đâu, lên. Chào bác nhá. Thế là được bao nhiêu lâu cháu không lên rồi nhỉ? Một tuần nữa nhỉ? Một tuần rồi, hiện tại tình trạng thế nào chú? Đấy, ông ăn đấy. Đây à, bác này à? Bác sao không cho con với vợ ở bác? Thế chào anh nhé. Ngồi đi, dọn đi. Thế là bây giờ là như thế nào? Trước mắt là cô cứ hỗ trợ được từng đấy thì mua cho hai mẹ con ăn thì cứ sử dụng nhé. Thì không biết là phương hướng trong thời gian tới thì hai mẹ con sẽ thế nào, gia đình sẽ như thế nào. Còn biết là chia sẻ, vì hôm nọ chia sẻ trên kỹ thì cũng nhiều người, người ta quan tâm, người ta có gửi đồ ấy. Và hai mẹ con rồi thì hai bao gạo này chắc ăn thoải mái thôi. Được ít nhất được 2 tuần thì già thì... Thì... Chúng ngồi đi, chúng ngồi đi. Là có cái miếng đất thì ở đây nó cũng khó. Vì là đất bây giờ nó có giá nữa, đất nữa. Thì không biết làm thế nào. Thì trước mắt là cứ hỗ trợ cho mọi người, hỗ trợ. Nhưng mà con nói thì là gạo là còn... Bây giờ còn 2 tải nữa nhỉ? Thế 2 tải thì sẽ làm gì? Bây giờ ngô chưa trồng được, lúa chưa trồng được. Chưa. Thì làm thế nào đây? Trời mưa thôi, tao chuẩn bị trồng á. May là nó còn chưa hỏng, nó còn chưa nên vun. Nếu mà vun rồi thì vun thì như hôm qua các đợt mưa này á, đá là thì hỏng hết. Ừ. Ừ. Thế
cái phẩm ma thế thì bây giờ hai mẹ con cứ sống như thế thôi, không có biện pháp gì giúp đỡ được. Mình cũng có tiền giúp đỡ mà được. Bây giờ chỉ có cách là giúp cho hai mẹ con ra ở riêng thôi đúng không? Bây giờ chắc là có được cắn lên nhà thì nó ở thì nó không thể không có cách nào cứ thế sống như thế thôi. Thì không có cách nào thì mình cảm thấy mình có tiền mà mình không có tiền thì mới không có cách nào giúp mà. Bố thì vẫn ở đây thôi nhưng bố cũng cho ở thì chịu rồi. Thôi bao giờ mình thế mấy anh em trong họ là có ngồi bàn bạc với nhau không, tính toán với nhau? Tính toán với nhau thì kiểu thế nào, anh em gia đình phức tạp là hoàn cảnh phức tạp với những người kiểu bố mẹ rất nhiều đấy, để bảy đứa con trai ba để bảy đứa con trai thì lần này anh em toàn hoàn cảnh thì cũng không có gì mà giúp. Giả dụ như bây giờ anh em sẽ cùng nhau hiến một chút đất để làm nền thì phương án đấy thế nào? Cái này chắc là giờ là thì phải mua anh em nào đó lấy được ha, rẻ không? Mua vừa cho đấy nhờ. Anh em nào đó mà lấy được không thì thế không có cách nào để mấy anh em ngồi lại với nhau bàn bạc là thuyết phục ông đấy để cho hai mẹ con về cùng. Cái này thì em nọ em chú cũng đi bàn được, mẹ cũng đi bàn được thì bàn cho bàn với nhau. Anh ở riêng. Thế từ hôm nọ đến giờ là có bố chửi hay là bố đuổi đánh gì không? Không đâu, chỉ là ông khóa cửa không cho ở thôi. Cái bàn này khó quá nhỉ. Thế cái sự việc diễn ra lâu rồi thì cho hỏi gọi là ngoài lề một tí là mình đã báo chính quyền chưa chú? Chính quyền chắc cũng biết rồi. Chú là chưa báo đâu. Có. Có báo. Thế là cũng thật ra đây là việc nội bộ gia đình nó cũng khó quá đúng không? Nó cũng chưa đến mức là hình sự hay là đến mức là đánh nhau gây rối trật tự đúng không? Đây chỉ là cái câu chuyện mà gia đình gọi là nội bộ gia đình nội bộ đấy. Thật ra bây giờ anh em mình ngồi đây với chú tá với cả Sa rồi là nói chuyện với thằng nào như chú đã nói rồi, bây giờ bà gốc bà đẻ bấy anh em trai thì số đất ngày xưa bây giờ chia cho 7 người mà 7 người bây giờ lại chia cho từng đấy người con nữa, tức là cấp số 3 lên rồi thì đất là càng ngày càng nhỏ, kể cả một cái khổ đất nhỏ nhỏ để mà hiến thì bây giờ khó quá. Nên nếu như bây giờ như thế thì thử bàn với bố xem là chia đất cho con thì con sẽ đổi cái đất nương đấy lấy một cái miếng khác ở để làm cái nhà ở thì xem hợp lý không. Chứ còn để mà nói kêu gọi một cái tiền để mua cái nền nhà không thì nó thứ nhất là nó khó, thứ hai là mua được nền nhà rồi liệu lấy cái gì xây lên cái nhà ở đúng không, nó cũng là một câu chuyện nữa đấy. Nhưng mà thấy bố cũng bình thường mà, nhà vừa thấy thấp thoáng ở đây bình thường mà, bình thường mà đối xử với mẹ con góc độ cháu Hiệp thì nhận được cái lời kêu lời nhờ và của chú tá thì anh em cũng chia sẻ câu chuyện của hai mẹ con thì cũng rất là mừng là giúp đỡ được một chút lương thực thực phẩm để duy trì trong cái thời gian ngắn hạn thôi. Đó. Thế là bây giờ chuẩn bị vào mùa ngô rồi thì đã có tiền mua hạt giống ngô chưa? Bây giờ bố có cho đi làm nương không? Có, vẫn cho. Thế thì cũng phức tạp quá nhỉ? Nên theo chú tá thì bây giờ phương án thì làm thế nào? Là một người ở thôn. Các chú bó tay thì các cháu cũng bó tay rồi. Còn một cái nào thì tại vì nghèo không có không lấy được nền cho mình. Chỉ mong muốn là mình có nền rồi cháu nó ở cái nhà, cái nền thì nó làm cái nhà được đấy là ổn định, ổn định rồi thì sẽ không ai làm phiền đâu đấy. Tiền mà nó đi lá ăn, kể cả đi làm thuê làm như thế nó vẫn mẹ con có nhà ở mà có chỗ ở. Đúng rồi, mà bây giờ là cái này thì nó không được ổn đấy. Vâng. Bây giờ khó làm quá nhỉ. Từ video trước rồi thì mọi người cũng thấy rồi là gia đình em Sang rất là mong muốn là sẽ có một cái nền đất
nhỏ nhỏ để hai mẹ con sẽ tự dựng một cái một cái nền nhà dựng cổ vũ lên ở đấy. Nghe làm việc nhá. Tuy nhiên thì rất là khó bởi vì cái này các con hay không? Nó liên quan đến rất là nhiều thứ, câu chuyện nội bộ gia đình thì mọi người cũng đã lắng nghe rồi là nó như vậy. Thì dặn mấy anh em cũng không có cái biện pháp nào cả. Cháu Hiệp đến đây thì kết nối thì giúp được phần nào cái gọi là hỗ trợ trước mắt ngắn hạn thôi. Thì có gì mà không giúp đỡ được nhiều hơn thì gia đình cũng hết sức thông cảm thôi. Hy vọng là cũng có trách Tam Thông Mạch. Vâng, vì là như cháu đã nói rồi, khi cháu đến thì chỉ giúp được một gói mì tôm thì cũng đã quý lắm rồi. Với mình thì với nhiều người thì một gói mì tôm nó to chứ nó nhỏ, chứ còn đối với những người không có gì thì đôi khi là rất là khó. Một gói mì tôm là cả bao nhiêu tiền đấy chứ. Bây giờ mà có cái nền nhà là mình sẽ tự lấy gỗ về dựng. Bây giờ sẽ ngồi lại với cả chú các anh cùng nhau hỗ trợ mỗi người một chút. Ví dụ như là mình đổi đất đi, đổi nương lấy một cái miếng nhỏ nhỏ để ở tạm thôi. Chỉ có phương án đấy thôi. Còn đất tình hình đất đai trên này thì bọn cháu cũng không biết là như thế nào. Do vậy là cái giá phải trả là bao nhiêu mình cũng không rõ. Thế nhưng mà thước phim này lan tỏa lên mà có nhà hảo tâm nào là trực tiếp đứng ra là tôi sẽ hỗ trợ một cái nền nhà khoảng 20-30 triệu đấy thì mừng quá. Và đương nhiên là mình cũng không thể nào trông chờ hết vào mọi người vì là tình hình kinh tế sau Covid thì chú biết là ai khó khăn đúng không? Tuy nhiên thì hôm nay anh em mình mưa gió thì cũng là một cái thời điểm hợp lý để lên hỗ trợ cho hai mẹ con. Thì bằng chung mà nói thì bà con trên này canh tác lúa nương đâm ra là không đến nỗi là đói những khủng khác, nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ là bị đuổi ra thì chắc chắn là khó rồi. Màn trời chiếu đất đấy, nhưng mà không có chú cư mang thì thậm chí là cái chỗ ở chỗ ngủ còn không có. Đó. Thì có lẽ là như thế đó, chia sẻ với gia đình là như thế. Và tại vì cháu cũng không làm trong cái gì cả, nên là nếu mà tâm sự với chú thì chú bố của Sang chắc không có giá trị gì đâu, đúng không? Hoặc là có thể là mình ngồi đây nói thì à chú nghe, nhưng mà mình về cái chú lại thôi thì khó. Còn những cái mà nhưng mà người cứ hỏi anh em mình thì báo chính quyền nọ kia thì nói thật là chú tá chú làm công an viên ở đây hơn 20 năm mà chú biết phải làm thế nào. Là nội bộ gia đình mà nó cũng chưa đến mức là phải là bạo hành quá là phức tạp, hay là hình sự, hay là nó là gây rối, mà chỉ là những cái nội bộ là gì kiểu ra ở riêng. Thế thì chắc là chúng cháu cũng chỉ ghi hình và chia sẻ hôm nay là có món quà như thế lên. Nếu như thông qua video này mà nhận được một lời giúp đỡ của ai đấy về một cái nền đất thì tốt quá. Nhưng mà nói thật thì mà nói thì nếu mà có người giúp đỡ thì mình cũng chỉ trông mong vào anh em hiến thôi. Tức nghĩa là vừa bán vừa cho. Chứ bây giờ mà bảo bán với giá mà bán như người ngoài thì không thể mua được. Em xem có nước cho anh xin chén nước ấm, anh đau họng không ạ? À, đang luôn rồi. Thì bây giờ mấy anh em trong nhà sẽ cùng nhau là hỗ trợ mỗi người một chút, mỗi người một chút. Ví dụ như là nhà mình có miếng đất bây giờ cũng chưa dùng đến thì đổi cho thằng cháu nước sơn rửa lạnh để ngồi được. Tú mang vào cho cây nhau. Mọi người mà muốn biết chi tiết hơn như thế nào thì mọi người tìm lại cái video mà hai mẹ con bị đuổi ra ở chuồng bò nhé. Video cũ của anh em mình đã quay cách đây hơn một tuần rồi. Thì hôm đấy là chú tá rồi anh em mình cũng lên thực tế nhà quay xem là như thế nào đấy. Không biết bây giờ mình gọi chú có về nói chuyện được không nhỉ? Nên đây thì thôi nhỉ. Tránh những điều không hay xảy ra đúng không? Sang là có dự định là đi làm thuê ở đâu chưa?
Vẫn đi mà. À vẫn đang đi làm. Vẫn đi làm mà. Chỗ mình chào á. Làm nhà ở cái viện. À phụ xây hả? Phụ xây. Một ngày được bao nhiêu hả em? Chính xác là bao nhiêu? 200. 200 một ngày. Cậu mới ăn không? Phúc đúng không nhỉ? Thanh niên này nếu như mà ngày xưa mà không bị gần như là tâm ấy, thì em ấy được đi học và bây giờ sẽ được đi làm ngon lành. Nhưng do là hôm nọ chú tá bảo là năm bao nhiêu tuổi mới biết nói nhỉ? Ừ, 10 tuổi nào á? Mới tập nói. Ừ. Đưa ra quá cái thời gian đi học mất rồi. Quá rồi, không đấy rồi. 6 tuổi phải vào lớp 1 rồi. Ừ. Cảm giác như sang là bị lưỡi ngắn hết đúng không? Đúng rồi. Đấy. Cho nên là... Nó bảo tôi cắt đầu cắt lưỡi, chú bảo ôi ôi mình không bảo bác sĩ không dám rồi. Ý là cắt lưỡi thì sẽ biết nói à? Ừ, nó từ về nhờ ấy. Nó bảo bác ơi, bác cắt họ cả con lưỡi này. Mà họ không chịu. Mình không bảo bác sĩ. Nên là không, bây giờ một chữ bẻ đôi là không biết đúng không? Không biết. Thế nên là rất là khó để mà đi làm thuê kiếm tiền. Chỉ có làm gần đây là ai thuê gì làm đấy bằng đấy là lao động đấy. Làm bằng sức bằng gọi là bỏ sức mồ hôi để đổi lấy tiền đấy. Đây là hôm nay có thể nếu như không có tin vui nữa thì đây là video cuối cùng anh em mình lên hình về hai mẹ con bị đuổi ra khỏi chuồng bò. Muốn vâng. Cũng muốn là trò chuyện với bố một tí nhưng mà chú bảo nóng tính quá thôi. Anh em mình tránh cái không này thôi. Còn nội bộ gia đình thì cứ để gia đình xử lý thôi. Mong muốn của chú tá nói riêng cũng như là anh em mình và gia đình lên sóng ấy thì là giúp được cái gì cũng là tốt. Một bao gạo cũng tốt hay là một gói mì cũng tốt rồi. Như vậy là hôm nay lấy thì cũng là một cái rất là tuyệt vời cho Sang và cô gắng làm. Nếu công việc không đều thì có thể nhờ chú tá điện cho anh tìm việc hộ cho. Đấy, cũng được, không sao cả. Đây cũng là một cách giúp em thôi chứ. Bây giờ bảo anh giúp em một cái cục tiền thì chắc anh không giúp được nhé. Đây là tình hình hiện tại thì như chú tá chia sẻ và Sang cũng chia sẻ là hiện tại là bố đuổi hẳn rồi, không cho ở nữa và đã chia gà với đã chia lợn rồi. Lợn thì chưa lấy thôi, còn gà thì đã lấy về đây rồi. Thì tôi nghĩ là hai mẹ con sẽ sống tình trạng là bám họ như thế này, ký sinh với nhà chú như thế này cho đến lúc nào có cái niềm vui mới hay là có cái tin mới hoặc có cái sự thay đổi nào mới thì mới vậy thôi, còn không thì vẫn cứ ngủ chuồng bò không. Thật mà mưa đá hất ngược vào nhỉ. Thế thì đi ngủ đâu? 200 hả? Mượn chăn ngủ tạm rồi. Một cái chân đâu mà mua nha, cả nãy em trong phòng mình cho ta hóa trang hùa đó, có hai ba cái thì một cái mình thay đi hóa trang hùa đó, hóa trang hùa đó có cho ta trong có đáp không mưa thì đi làm mang về. À, ý là mình đi làm thuê mình mua chăn thì họ không mua cho mình thì mình lại tự bỏ tiền công mua về, cứ như thế là mình có nhiều chăn đúng không? Sang rất là thật thà nhẹ nhàng và rất là chịu khó. Tuy nhiên thì bao giờ cũng thấy người nghèo thì bao giờ cũng chịu khổ thôi. Khổ nhất vẫn là người nghèo thôi. Trong nữa thì sẽ cho mọi người xem chỗ khu vực chuồng bò mà em Sang đang ở kia. Anh em sẽ ghi hình như vậy thôi. Có gì thì cháu lại điện tiếp và sẽ báo Sang tiếp nhé. Trước mắt là giúp như vậy thôi. À, đi xem lại cái chỗ ngủ của Sang một tí đi. Ôi bác lại bảo là không phải có chuồng bò lại mà anh em mình nói phép thì nó cũng khó nói quá. Ở nhà ai muốn lấy tivi vào đây hết nhá. Ở chỗ tá chết đi. Chỗ tá chết. Ôi thế này thì làm sao mà cũng ướt. Đúng không? Thế này nó mà vào thì nó còn lũi mùi luôn. Không để ý. Trên này nó là thông mà mọi người. Đông mà. Thông từ đây ra. Qua hôm qua là kiểu nó mưa đá không à. Bây giờ ngủ ở đây có người thấy mùi phân bò không? Chắc là hót bớt đi rồi nhỉ. Đây đúng chỉ bằng cái chỗ con bò ngọt thôi. Rất là khổ. Còn được rồi, rất là cảm ơn các cô, các bác, các chú đã quan tâm tới hai mẹ con, các người động viên và đặc biệt là tới những món quà để tới bây giờ thì cháu Nhật xin phép dừng cái video này thôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn rất nhiều.